Mến chào anh em nha. Bữa nay em lên sóng cho anh em một con 8970 nha anh em. Xe này cũng tương đối còn khá đẹp nha anh em. 8970. Xe 70 là cái dòng xe mà ưa chuộng nhất. Tại vì mình chạy 70 là mình cảm giác mình cảm thấy vừa máy. 50 thì nó yếu quá, mà còn 90 thì nó bị dư máy, nó quá mạnh. 70 là chạy là cảm giác là vừa. Không yếu cũng không mạnh. Nên 70 là bây giờ là cũng khá là hiếm. Ba ga khá đẹp. Yên là đế mút tin da lập lại nha anh em. Da này lập lại ở bển nên nhìn cũng khá ok. Phùng xăng lớn, sơn rin. Cầm đúng đời nha anh em, tay hắn nó có cái cục mũ này hoài nè. Tại vì đời mà có nút tắt đèn là tay hắn nó phải có cái cục cao su. Đồng hồ đúng 70. Đây, chìa khóa đúng chì rin nha anh em. Xi nhan cũng khá đẹp. Kính hậu đúng kính rin nha, đây bị mẻ tí xíu. Xe này là Dash 91 nha anh em. Niềm Futaba Dash 91 trước sau hết. Tháng 1 năm 91 trước sau nha anh em. Cùng tháng cùng năm. Về nó dán đi tùm lum hết. Xe này nó bị cái bẩn này của đời cao nha anh em, bẩn của custom. Còn bẩn, nếu mà đúng bẩn đời này thì nó phải màu trắng. Và ở đây nó không có cái logo này. Bẩn đời cao là ở đây có logo, còn cái bẩn mà đời 89 là bẩn trắng, ở đây không có logo. Bẩn custom nhưng mà cũng bẩn đẹp nha anh em, không có bị bởi gì hết. Góc cũng khá đẹp. Có hộp xe này, hộp sên hơi xấu, hộp sên nó bị quẹt sơn tùm lum hết. Cái đây nó bị đá chống, bị mớp. Hộp sên không đẹp. Đây đó. Tháng 1 năm 91 luôn nha anh em. Trước sau cùng tháng cùng năm. Xi nhan cũng khá đẹp. Hộp xe này bô xanh cây nha anh em. Bô xanh cây, cỡ này là quá đẹp rồi. Không có bị cắn mớp gì hết. Cầm rin theo xe, cầm tương đối còn đẹp. Nói chung mà dòng đời hấp này mà anh em kiếm xe mà xuất sắc thì cũng hơi hiếm. Cỡ này là cũng còn tương đối thôi. Lớp đẹp. Đây bẩn. Bẩn là không bị bể, không bị tét gì luôn nha anh em. Bẩn đúng bẩn custom. Hàng heo xe. Để em nổ máy cho anh em nghe thử nha. Xe máy im nha anh em. Máy quá im. Rồi, anh em nào có nhu cầu cứ alo em nha. Chào anh em.